Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài, luyện tập cách làm văn bản biểu cảm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, trang 99. Đối với bài ngày hôm nay thì cho đề bài về loài cây em yêu. Phần 1 nhỏ là tìm hiểu đề và tìm ý. A nhỏ, đề yêu cầu viết về điều gì, tìm hiểu yêu cầu của đề qua các từ ngữ, loài cây, em, yêu. Thì đối với đề bài này, đề yêu cầu nêu tình cảm thái độ đối với một loài cây cụ thể mà em yêu thích. B nhỏ, em yêu cây gì? Vì sao em yêu cây đó hơn các cây khác? Trong bài ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn về em yêu cây gạo và vì các phẩm chất, vẻ đẹp, sự gắn bó, ích lợi của cây. Chúng ta sang tiếp đến phần 2 nhỏ là lập dàn bài. Cô có một số gợi ý như sau. Mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu chung về cây gạo. Thân bài sẽ nêu các ý như sau. Về đặc điểm, gốc cây cổ kính từ bao đời, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng. Ý thứ hai là phẩm chất, gắn bó với làng quê và người nông dân, cây gạo còn là bóng mát xua tan cái mệt nhọc trong lao động, là nơi để những người con xa quê khi trở về sẽ thấy ấm lòng. Và ngoài ra, cây gạo còn có những phẩm chất như ý chí vượt khó, sức sống bền bỉ và sự hy sinh thầm lặng để làm đẹp cho đời. Cuối cùng là phần kết bài. Phần kết bài thì sẽ nêu lên tình cảm của em đối với cây gạo. Đến với yêu cầu thứ ba. Viết đoạn văn, mở bài và kết bài. Các em có thể tham khảo đoạn văn sau. Đoạn văn mở bài: cây gạo trải qua 4 mùa nắng, mưa, bão bùng nhưng chưa bao giờ bị quật ngã. Nó vẫn cứ hiên ngang, sừng sững và oai phong như một người lính bảo vệ cho cả làng. Còn đối với phần kết bài có thể viết: cây gạo đem đến niềm hạnh phúc, sự nhớ nhung cho những người con xa quê hương trở về. Có lẽ đó là lý do mà em yêu quý cây gạo và muốn nó sẽ sống mãi, điểm tô cho nét đẹp bình dị của quê hương. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài, luyện tập cách làm bài văn biểu cảm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, trang 99. Mong rằng những gợi ý vừa rồi có thể giúp các em có thể bày tỏ tình cảm tốt nhất đối với loài cây mà mình yêu thích. Cảm ơn các em, chúc các em học tốt và hẹn gặp lại.